vị và các bạn thân mến, được chọn là một trong những bài hát chủ đề trong siêu phẩm Lật Mặt Nhà Có Khách của ca sĩ Lý Hải, Gánh Mẹ nghiễm nhiên trở thành một ca khúc cực hot trong lòng dư luận và người hâm mộ. Tuy nhiên, mới đây ca khúc này đã vướng phải nhiều lùm xùm khi bị tố ăn cắp bản quyền khiến công chúng xôn xao. Ngày 23 tháng 10, một tài khoản Facebook có tên là Trương Minh Nhật lên tiếng khẳng định bài thơ Gánh Mẹ do người này sáng tác bị nhạc sĩ Quách Pim, tên thật là Đoàn Đông Đức, đạo để viết thành ca khúc cùng tên. Theo lời nhà thơ Trương Minh Nhật khẳng định, bài thơ Gánh Mẹ từng được ông sáng tác vào những ngày mẹ ông đang hấp hối trong bệnh viện, sau đó đăng lên nhóm thơ văn Facebook từ ngày 13 tháng 6 năm 2014 và trên trang cá nhân vào ngày 31 tháng 7 năm 2014. Tuy nhiên, bài thơ này lại bị nhạc sĩ, ca sĩ Quách Bim sử dụng trái phép và tự mạo nhận là sản phẩm của mình với mục đích kiếm tiền mà không hề xin phép, cũng như đề cập đến tác quyền của tác giả gốc. Phía Quách Bim lại hoàn toàn phản đối và cho rằng đây chính là ca khúc sử dụng hoàn toàn chất xám của mình để viết chứ không hề ăn cắp của ai. Quách Bim cho rằng ông Trương Minh Nhật đang vu khống và quấy rối mình, đồng thời nhấn mạnh rằng phía ekip đã báo với các cơ quan pháp luật và đang chờ xử lý. Đứng trước sự việc đầy rối rắm này, dường như công chúng đang đứng về phía ông Trương Minh Nhật vì người này cung cấp những bằng chứng xác thực hơn và cũng đáng tin hơn. Trong khi đó, dù Quách Bim có đăng tải giấy tờ bản ký âm và giấy đăng ký quyền tác giả để lấy lại danh dự cho mình, nhưng lại che đi ngày tháng của giấy chứng nhận quyền tác giả. Sau đó, nhạc sĩ này liên tục khẳng định rằng bài hát đã được công nhận quyền tác giả từ năm 2013. Vì quá nhiều điểm bất hợp lý như thế, nên dư luận đã không ngần ngại ném đá Quách Bim. Một nhạc sĩ lâu năm trong nghề và có tên tuổi lớn là Nguyễn Văn Chung cũng công khai ủng hộ nhà thơ Trương Minh Nhật và chỉ trích Quách Bim làm nghệ thuật nhưng lại thiếu mất chữ sĩ. Ngay lập tức, Quách Bim ăn miếng trả miếng bằng cách đăng đàn mỉa mai nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không có lòng tự trọng. Hiện tại, theo một trang thông tin lớn nhất về showbiz chia sẻ, Facebook nhà thơ Trương Minh Nhật hiện đang bị kẻ xấu report để khóa nick nhằm hủy tất cả bằng chứng. Bản thân nhà thơ Trương Minh Nhật cũng thường xuyên nhận được những cuộc gọi, những tin nhắn lạ với nội dung hăm dọa, chửi bới nhưng không biết là ai. Người hâm mộ thì bày tỏ mong muốn sự việc sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ để trả lại công bằng và quyền lợi cho tác giả thật sự của bài hát này, trong khi cả hai thì liên tục khẳng định đó chính là sản phẩm tinh thần do chính mình làm ra. Hiện tại, cả Quách Bim và nhà thơ Trương Minh Nhật đều thông tin rằng đã báo sự việc lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền và đang chờ xử lý. Chưa biết được thực hư ra sao, nhưng lùm xùm nói trên cũng đã khiến dư luận xôn xao và tranh cãi trong suốt những ngày vừa qua. Qua sự việc này và những chứng cứ, bạn tin ai là chủ nhân thực sự của tác phẩm này? Hãy chia sẻ ngay dưới phần bình luận của video này nhé! Và đừng quên nhấn subscribe kênh Tuổi Trẻ Việt TV để theo dõi những thông tin mới nhất.